Sau 9 tháng khởi công xây dựng, tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, dự án nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunsay từng bước hoàn thiện những hạng mục của giai đoạn 1. Đây là dự án có tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 170 triệu đô la Mỹ do tập đoàn UAC Hoa Kỳ, một tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới, đầu tư vào Đà Nẵng. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 1 năm 2020, sản xuất các sản phẩm như bộ phận chi tiết dùng trong ngành hàng không vũ trụ, sản xuất nguyên liệu thô, lắp ráp bằng vật liệu hợp kim nhôm. Dự án đi vào hoạt động sẽ thu hút và sử dụng lực lượng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao, trong đó nhà đầu tư quan tâm đến nguồn lao động kỹ thuật từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, dự án sản xuất, cung cấp sản phẩm linh kiện cho lĩnh vực công nghiệp hàng không vũ trụ, lĩnh vực mới trong cơ cấu các ngành công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng hiện nay. Đây là một trong những dự án đầu tư đánh dấu bước chuyển quan trọng của Đà Nẵng khi hai năm liên tục, năm 2018-2019, thành phố chọn thu hút đầu tư làm chủ đề hoạt động chính của năm. Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các cơ quan ban ngành thành phố đã hỗ trợ rất tích cực cho chúng tôi trong việc hiện thực hóa dự án đầu tư của mình. Có thể nói chặng đường để chúng tôi đến với Đà Nẵng là đầy thuận lợi. Đà Nẵng đã chứng tỏ được là đối tác tin cậy trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao như chúng tôi. Tại chương trình tọa đàm mùa xuân năm 2019 do Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, không chỉ tập đoàn UAC Hoa Kỳ mà nhiều doanh nghiệp trong nước và tập đoàn lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc cũng được chào đón và ký kết đầu tư vào Đà Nẵng. Sự cầu thị của lãnh đạo thành phố về một chính sách cởi mở và trao đổi thẳng thắn với các đối tác doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng cho sự thành công này. Với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung theo hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững, thành phố ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, thương mại, du lịch. Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư của thành phố sẽ chú trọng trách nhiệm đối với cộng đồng, lựa chọn những dự án đầu tư hiệu quả để góp phần phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Là thành phố nằm ở duyên hải miền Trung, Đà Nẵng có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế, từ tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, sân bay quốc tế và cảng biển nước sâu. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động kinh tế của thành phố có những bước tăng trưởng không ổn định. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, có tỷ trọng ngày càng tăng. Mặc dù vậy, tỷ trọng của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài lại tăng chậm, chỉ từ 9,2% năm 1997 lên 11% năm 2016. Năm 2017, sự kiện APEC tại Đà Nẵng với sự quy tụ của các nhà lãnh đạo cấp cao của nhiều nước thành viên và quan sát viên cũng như sự tham dự của các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp lớn đã tạo cho thành phố một bước ngoặt quan trọng. Hình ảnh về Đà Nẵng đã có những định vị nhất định trong khu vực và thế giới sau sự kiện này. Các tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đánh giá cao về môi trường đầu tư tại Đà Nẵng. Tôi nghĩ rằng Đà Nẵng là một thành phố mới phát triển, nhưng được coi là một trung tâm tài chính, kinh doanh. Chúng tôi đã thấy được tiềm năng để đầu tư tại thành phố này khi tập đoàn AIA đang có định hướng mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Sau hội nghị cấp cao APEC này, chúng tôi cam kết sẽ mang lại những nguồn lực tốt nhất để khai thác tiềm năng này. Môi trường đầu tư tại Đà Nẵng ngày càng đón chào tất cả các cái doanh nhân các vùng miền. Và Hà Nội, rất nhiều các doanh nhân của Hà Nội cũng trở thành các nhà đầu tư vào Đà Nẵng, một mảnh đất hết sức tiềm năng cho các nhà đầu tư. Làm thế nào để biến những lợi thế này thành hiện thực? Lãnh đạo thành phố đã thực hiện việc xây dựng chủ đề hoạt động cho từng năm. Và bắt đầu từ năm 2018, Đà Nẵng đã chọn thu hút đầu tư làm chủ đề của năm. Đến năm 2019, Đà Nẵng lại tiếp tục chọn chủ đề này làm hoạt động chính của năm. Thực tiễn cho thấy, điều này đã tạo nên sự quy tụ lớn của nhiều đơn vị, sở ngành trong việc tham gia thực hiện chủ đề này. Trong những năm vừa qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, thì chúng ta tích cực chỉ đạo tập trung cho các dự án. Từng dự án một thì đều có cái sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và sự nỗ lực rất lớn của các sở ngành. Và trong đó thì những cái dự án động lực thì luôn luôn có cái sự theo dõi, có cái sự đôn đốc. Chính vì thế mà cái tiến độ dự án nó cũng có cái bước chuyển
Thứ hai nữa là cải cách hành chính, chúng ta vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái việc này. Đặc biệt là trong năm 2019 thì thành phố cũng đã ban hành cái quy trình về thúc đẩy, xúc tiến các dự án ngoài các khu công nghiệp, khu nghệ cao, khu nghệ thông tin. Do đó là phân rõ trách nhiệm của các sở ngành cũng như là rút ngắn được thời gian. Hai năm qua, Đà Nẵng tiến hành đồng bộ và song song nhiều hoạt động và giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, kêu gọi đầu tư, tập trung nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp, rà soát công bố quy hoạch, quỹ đất để kêu gọi đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, để Đà Nẵng thực sự là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhờ vậy, hoạt động thu hút đầu tư của Đà Nẵng so với trước năm 2017 có sự chuyển biến mạnh mẽ. Số dự án đầu tư trong nước và nước ngoài vào Đà Nẵng tăng mạnh, dòng vốn đầu tư theo đó cũng tăng trưởng theo. Những cái thành tựu mà lớn nhất, mà những cái thay đổi chuyển biến rõ nhất trong đầu tư của Đà Nẵng ấy, thì không phải nhìn vào lượng mà phải nhìn về chất. Bản thân Đà Nẵng cũng đã thay đổi chính sách, trong chính sách thu hút đầu tư là chúng ta không thu hút bằng mọi giá, cách thay đổi, cách tiếp cận để có cái nguồn đầu tư. Đấy mới là cái, tại vì thế này, nếu chỉ xét về đầu tư nước ngoài thì Đà Nẵng không phải là so với các địa phương khác là quá, chúng ta chỉ xếp gần cuối trong các nhóm thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng so với miền Trung thì vẫn là một điểm sáng. Nhưng cái quan trọng ấy, với cái lượng đầu tư nước ngoài vào đây thì nó có cái của chúng ta là thế này. Thứ nhất là đầu tư của Nhật Bản, sau đó là đến cái thị trường thứ hai là đó là Mỹ. Và thế thì đây là những cái nước mà nếu như cái dòng đầu tư của họ vào thì nó đi liền với công nghệ và họ rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Cùng với việc phát huy nội lực xúc tiến đầu tư tại thành phố và trong nước, Đà Nẵng còn tập trung cho việc mở rộng quảng bá xúc tiến thương mại ở những nước và thị trường lớn. Dự chuyến làm việc của các nhà lãnh đạo của thành phố đến các nước châu Mỹ, châu Âu đã mở ra rất nhiều cơ hội kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng. Có thể nói, việc mở song song nhiều cánh cửa thu hút đầu tư đã tạo nên những thành quả lớn cho Đà Nẵng trong việc thực hiện chủ đề thu hút đầu tư trong hai năm qua. Trong đó, riêng năm 2019, thu hút đầu tư của thành phố đạt kết quả vượt bậc so với năm 2018. Trong năm 2019, thì là năm thứ hai liên tiếp thành phố lấy chủ đề là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư của Đà Nẵng, thì chúng tôi thấy là cái kết quả cũng tương đối khả quan, với cái số vốn thu hút được là gần 670 triệu đô la Mỹ thì tăng nhiều lần so với những năm trước đó. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn rộng ra cả vùng khu vực miền Trung cũng như là của cả nước thì cái con số đó cũng chưa phải là cái đích mà chúng ta ngắm tới. Tuy nhiên thì với Đà Nẵng, với chính bản thân mình thì đã là một cái bước tiến, một cái thành tích đáng mừng. Và cái mừng hơn nữa là trong số những các dự án thu hút thì cái cơ cấu của các cái ngành kinh tế mà chúng ta thu hút thì nó theo đúng cái định hướng, tức là có những dự án có cái hàm lượng công nghệ cao, có cái sự chuyển giao công nghệ trong tương lai mà chúng tôi hy vọng là sẽ đạt được, và cũng có cái sức lan tỏa đối với các cái dự án khác của Đà Nẵng để từ đó tạo một cái đà mới cho Đà Nẵng phát triển. Thành tựu này không chỉ là những con số dự án và nguồn vốn trên giấy, mà nhiều dự án có nguồn đầu tư lớn đã được triển khai nhanh chóng ngay sau lễ ký kết. Trong đó, dự án của tập đoàn UAC Hoa Kỳ là một ví dụ như trên, hay như dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort. Ngay sau tọa đàm mùa xuân năm 2019 và lễ ký kết đầu tư vào Đà Nẵng, tháng 3 năm 2019, tập đoàn Mikazuki Nhật Bản đã tổ chức khởi động dự án này, mang đậm phong cách Nhật Bản. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ với tổng diện tích khoảng 13 hectare, nằm trên bãi biển Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết kế kiến trúc Simon Việt Nam Nhật Bản thiết kế, với quy mô khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, gồm 464 phòng lưu trú, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng phục vụ khoảng 6.000 khách một ngày và khu nhà hàng, hội nghị, khu công viên nước, công viên trò chơi, khu ẩm thực, bãi đỗ xe. Đây không chỉ hình thành một dự án lớn phù hợp với định hướng chiến lược phát triển du lịch dịch vụ của Đà Nẵng, mà còn tạo động lực cho khu vực ven biển phía đô thị Tây Bắc của thành phố. Có thể nói việc ký kết và tiến hành triển khai dự án của các tập đoàn doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong hai năm qua đã tạo ra bước tiến lớn cho Đà Nẵng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, về cơ sở hạ tầng,
đất đai. Sự đồng hành của đảng bộ và chính quyền thành phố cùng các sở ngành theo sát từng dự án đã kịp thời tạo những cú hích cho việc triển khai nhanh chóng các dự án này. Trên cơ sở thành công của 2 năm tập trung thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư, năm 2020, Đà Nẵng tiếp tục chọn đẩy mạnh thu hút đầu tư làm chủ đề của năm. Rõ ràng, bài học và kinh nghiệm sau 2 năm triển khai hoạt động này sẽ giúp ích rất nhiều cho Đà Nẵng trong năm mới này. Thống nhất là chọn năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư. Và quan điểm của chúng tôi là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư có nghĩa là năm mà chúng ta cũng phải tiếp tục kiện toàn mình. Mình phải như thế nào thì người ta mới tới. Mình phải chuẩn bị như thế nào thì người ta mới tới. Mình phải có những cái cơ chế nào thì người ta mới tới. Thế nên là chúng ta phải tiếp tục làm. Việc tiếp cận nhà đầu tư theo đúng cái định hướng của mình cũng như là theo đúng cái năng lực cũng như là cái sở trường của nhà đầu tư thì đã là một điều khó. Nhất là đối với những nhà đầu tư mà lớn và những nhà đầu tư mà mình xác định là chiến lược. Tuy nhiên là khi nhà đầu tư đến với Đà Nẵng rồi, làm sao để giữ chân nhà đầu tư lại là cả một câu chuyện khác và đòi hỏi sự nỗ lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại vì nhà đầu tư thì bao giờ cũng rất là quan tâm đến cái lợi nhuận mà trên cơ sở các cái yếu tố thuận lợi của địa phương, chẳng hạn như là nguồn nhân lực, như là cơ sở hạ tầng, như là chính sách ưu đãi đầu tư. Và tất cả những cái đó nó cũng giúp cho nhà đầu tư có một cái quyết tâm hơn, một cái quyết định nhanh hơn trong việc lựa chọn cái địa điểm để mà thiết lập dự án cũng như là tiến hành sản xuất kinh doanh. Thực hiện chủ đề năm 2020, Đà Nẵng tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như ban hành cơ chế chính sách ưu đãi mới của thành phố để thu hút các nhà đầu tư, triển khai kế hoạch về nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng khu công nghệ cao, tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư, tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án đã được ký kết và trao giấy chứng nhận đầu tư trong 2 năm qua. Trong năm 2020, thành phố cũng sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành trình Quốc hội thông qua nghị quyết về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Vừa có khát vọng, vừa mong muốn thì đấy nên điều chỉnh chính sách và cải thiện môi trường đầu tư và giải quyết tất cả những cái gì nó có được. Ví dụ thành phố cải thiện môi trường đầu tư thì PCI chúng ta là tốt đầu, cái PAPI tức là dịch vụ công thì chúng ta cũng tốt đầu, rồi chính quyền điện tử vân vân, tất cả những cái đó nó là cái sự nỗ lực của Đà Nẵng để thu hút đầu tư. Rồi bản thân chính quyền thành phố cũng rất cầu thị, không có một cái chính quyền cũng như nhiều một số tỉnh thôi chứ không phải nhiều, là chính quyền thành phố đứng ra đối thoại với doanh nghiệp để trực tiếp giải quyết những cái vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các dự án đầu tư. Có thể nói, việc thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư là câu chuyện không chỉ riêng của Đà Nẵng. Đây là hoạt động có sự cạnh tranh không kém giữa các địa phương trong khu vực và cả nước. Việc Đà Nẵng 3 năm liên tục chọn thu hút đầu tư làm chủ đề chính hoạt động của năm đã thể hiện khát vọng lớn của thành phố trong việc tạo sức bật, sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư có uy tín vào Đà Nẵng. Sẽ có không ít khó khăn và thách thức mà Đà Nẵng phải đối mặt để thu hút làn sóng đầu tư. Tuy nhiên, với sự cầu thị đồng hành cùng doanh nghiệp của lãnh đạo, chính quyền thành phố, hay thực tế phát triển của các tập đoàn doanh nghiệp lớn tại Đà Nẵng sẽ tạo cho thành phố điểm sáng, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư đến và chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân, giúp nền kinh tế Đà Nẵng có sự phát triển và tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.